em cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà cảm giác bây giờ vẫn còn thích lắm. Dạ em sướng lắm. Bây giờ em mới mua được trọn bộ mỹ phẩm Fiji mà em đã mê từ rất lâu rồi. Còn được tặng một chú thú bông Lazada cực kỳ dễ thương nữa. Bây giờ em có thể ngồi ở nhà shopping mà không sợ ra nắng đen da nè. Tha hồ mà gợi cảm luôn.